Trưa nay, Bệnh viện Di động 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 15 tháng tuổi bị rắn qua cổ đỏ cắn. Đáng chú ý, do nọc độc từ rắn vào bệnh nhi nhiều, nhưng hiện không có huyết thanh đặc hiệu để chữa trị khiến bệnh nhi tử vong. Bệnh nhi là em NT, 15 tháng tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, bị rắn cắn khi đang chơi ngoài sân. Gia đình đã sử dụng lá cây đắp vào vết thương nhằm hút nọc độc và chuyển bệnh nhi vào bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để cứu chữa. Xác định bệnh nhi bị rắn qua cổ đỏ cắn. Nọc độc của loại rắn này hiện chưa có huyết thanh đặc hiệu để chữa trị. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa bằng nhiều cách, nhưng bệnh nhi vẫn không qua khỏi. Con rắn này nó bị cắn rất là nhiều, nhưng mà ví dụ như 10 người thì khoảng có 2 hoặc 3 người có dấu hiệu độc thôi. Là lý do khi nó cắn, nó không có bơm cái lượng nọc vào cơ thể của người bị cắn. Một trong những số lý do mà nó không bơm được vì cái cấu tạo, theo một số nhà nghiên cứu họ thấy là cái cấu tạo của cái nọc ra, cái móc độc của con rắn này nó hơi đặc biệt. Cái là nó nằm ở vùng cái răng cùng, chứ không phải là giống như móc độc ở răng nanh những loại rắn khác. Cho nên khi nó cắn nó phải hạ hết mồm và nó phải quặm hết vào cái nơi mà cắn đó thì nó mới bơm được cái nọc độc vào cho bệnh nhân. Cắn xong nó không bao giờ gây tử vong liền nếu đúng là rắn qua cổ đỏ. Bởi vì nó phải gây ra rối loạn đông máu và sự nguy hiểm tới tính mạng đó. Vài giờ sau khi mà sự rối loạn đông máu càng ngày nó càng tăng lên, bệnh nhân sẽ nặng và có thể nguy hiểm tới tính mạng. Dựa vào sự rối loạn đông máu nó có thể xuất huyết đa cơ quan, thiếu máu và thậm chí nó có thể rối loạn máu cực kỳ nặng. Đó là chảy máu ở tất cả các nơi, đặc biệt là các cơ quan, đặc biệt là xuất huyết não. Rắn qua cổ đỏ là rắn có những vệt màu đen trên thân, cổ có qua đỏ, đuôi có đốm đen xanh. Loài rắn này nhiều người lầm tưởng là lành tính, không nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng thuộc nhóm rắn độc, gây rối loạn đông máu, nên nếu chẳng may bị rắn cắn, phải rửa vết thương sạch và đưa ngay đến cơ sở y tế để được cứu chữa kịp thời.